em không biết từ đâu ra, nhưng những thông tin nhận định về những bộ micro không dây đa năng, những bộ micro không dây có eco nó lại rất là phiến diện và thiếu căn cứ. Và trong video ngày hôm nay, với góc nhìn của em sẽ chia sẻ những cái thông tin, những cái góc nhìn để quý cô chú quý anh chị khi chúng ta tìm hiểu những bộ micro không dây, chúng ta có thêm thông tin và góc nhìn đa chiều hơn. Khi đó chúng ta sẽ đưa ra cái nhận định riêng của chính bản thân mình mọi người nha. Bắt đầu. Dạ, GuLoa xin kính chào quý cô chú và quý anh chị. Trong video ngày hôm nay, GuLoa sẽ mổ xẻ từng cái góc nhìn mọi người nha. Và em đã tổng hợp được khoảng 5 góc nhìn mà em thấy là nó chưa có căn cứ cũng như là hơi phiến diện chút xíu nha. Đầu tiên đó là những bộ micro không dây đa năng bình thường chắc chắn nó sẽ hay hơn, có chất tiếng micro hay hơn những bộ micro không dây có eco. Thứ hai đó là những bộ micro không dây eco, micro không dây đa năng như thế này có thương hiệu cho đến là nguồn gốc xuất xứ Anh, Mỹ, Nhật, Đức, Hàn, rồi hàng bãi rồi lung tung mọi người. Thứ ba đó là những bộ micro này cứ đồ cụ mic vào là hay. Thứ tư đó là trong mặt mà bắt thành rong, cứ nhìn những bộ micro không dây đầu thu nhỏ như thế này là sóng sẽ yếu. Thứ năm, khi chúng ta nhìn vào cái mức giá khoảng 1 triệu mấy cho đến 2 triệu mấy, chúng ta nghĩ là giá rẻ thì sẽ không bền. Lưu ý đây là video chia sẻ góc nhìn riêng dựa trên những cái trải nghiệm cũng như là những phản hồi của khách hàng tại GuLoa. Nếu quý cô chú anh chị chúng ta có những góc nhìn khác đi, mọi người có thể comment bên dưới để chúng ta có thể có những thông tin khách quan nhất mọi người nha. Chủ đề đầu tiên, những bộ micro không dây không eco chất tiếng sẽ hay hơn những bộ micro không dây có eco. Theo em, nhận định này chưa có căn cứ và cũng hơi phiến diện chút xíu mọi người nha. Để chúng ta đi tìm đáp án, chúng ta dựa vào bản chất của vấn đề. Cái micro không dây hoặc là micro không dây có eco hay ở đâu, vì nguyên nhân vì sao nó hay và nguyên nhân vì sao nó dở nha. Để một bộ micro có chất tiếng hay thì những phần sau nó phải hay. Đầu tiên là cái cụ micro nó phải hay. Thứ hai, bộ phận xử lý tín hiệu hay gọi là bộ phận chuyển cái tín hiệu cơ từ cái cụ micro này qua tín hiệu số ở trong đây phải ok. Phần thứ ba là bộ phận phát cái tín hiệu từ cái bộ phận xử lý này đi qua cái đầu thu này phải tốt, nghĩa là nó có thể giữ nguyên được cái chất tiếng từ cái phần này đi ra phần này. Phần thứ tư là bộ phận xử lý tín hiệu này đưa âm thanh ra bằng ngõ 6,5 ly này đưa vào loa âm ly vang tốt. Những cái sự kết hợp ở đây, những cái chất lượng linh kiện ở đây tốt thì sẽ đưa ra âm thanh tốt thôi. Và bộ micro không dây eco và bộ micro không dây không eco, nếu những cái phần đó giống nhau thì âm thanh nó sẽ giống nhau. Và theo suy nghĩ của em, lý do tại sao có nhiều nhận định là những bộ micro không dây không eco cái chất tiếng nó sẽ hay hơn những bộ micro không dây có eco mọi người, đó là bộ micro không dây này vì nó chỉ làm micro không dây thôi, nó không làm thêm tính năng nào nữa nên là chất tiếng hay hơn. Theo em, điều đó là chưa có chuẩn xác nha. Vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng những bộ micro eco này luôn, mà tại sao các nhà sản xuất người ta lại sản xuất những bộ micro không dây không cái eco này mọi người? Vì cái mức giá thành nhá, bình thường cái chất tiếng nó giống nhau đúng không, nhưng cái tính năng này có thêm thì cái mức chi phí chúng ta bỏ ra cao hơn. Nên là nếu ai chúng ta đã có những cái loa, những cái âm ly, những cái vang có hiệu ứng đã ok rồi thì chúng ta chỉ cần sử dụng những bộ micro không dây không có eco như thế này, nó sẽ tiết kiệm chi phí cho chúng ta. Và thứ hai, nhiều lúc là nhìn những cái nút bấm này nhiều cái nhìn nó rườm rà hơn, chúng ta cảm thấy rối mắt hơn thôi. Cụ thể hơn một chút xíu nữa, nếu không quý cô chú quý anh chị chúng ta sẽ hiểu lầm nha. Nói như vậy không đồng nghĩa lắm với lại là micro nào chất tiếng nó cũng như nhau. Micro có chất tiếng khác nhau, âm thanh hay hơn nhau, bởi vì cụ micro ngon hơn thì âm thanh hay hơn, bộ phận xử lý tín hiệu bên trong hay hơn thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Chủ đề thứ hai, những bộ micro không dây đa năng có eco hoặc không có eco, có thương hiệu nguồn gốc xuất xứ Anh, Mỹ, Nhật, Hàn, Pháp, Đức gì đó mọi người, thì theo em điều này nó chưa có chuẩn. Nếu mà những bộ micro không dây gọi là hàng đi xô, những bộ micro không dây gia đình thì em sẽ không nói tới. Nhưng xét riêng về những bộ micro không dây đa năng có những đầu thu nhỏ như thế này thì theo em 99% là đều là sản xuất tại Trung Quốc hết. Và sẽ có 2 thương hiệu, một là thương hiệu Trung Quốc, hai là thương hiệu Việt Nam. Và có 1% đó là vẫn có thương hiệu Mỹ mà nhé. Trước đây em đã gặp một bộ micro là micro MICAS2 của hãng JBL. Theo em, bộ micro đó chỉ sản xuất cũng như phân phối ở thị trường châu Á thôi. Còn ngoài ra những bộ micro không dây đa năng có eco, những đầu thu nhỏ đơn giản như thế này mà em thấy ghi là Made in Germany, Made in USA thì theo em điều đó nó chưa chính xác đâu mọi người. Có một số trường hợp là nói là hàng bãi này kia nhưng mà là bỏ hộp đi sau đó là nói hàng bãi thì theo em cũng chưa chuẩn luôn. Quý cô chú và quý anh chị chúng ta có đặt một câu hỏi, ủa tại sao lại có cái thương hiệu Việt Nam ở đâu mà lại có ở trong đây? Thì theo em như sau mọi nhé, sản phẩm này đều là sản xuất 100% tại Trung Quốc luôn chứ cũng không có sản xuất tại Việt Nam đâu. Chỉ có khác một điều đó là có những sản phẩm là hàng nội địa Trung Quốc luôn, có một số sản phẩm là do người Việt Nam, những thương hiệu ở Việt Nam đăng ký tại Việt Nam và sau đó OEM từ Trung Quốc theo cái kiểu hát, theo cái chất lượng, theo cái mong muốn, theo cái kiểu hiệu ứng của Việt Nam chúng ta cần mọi người nha. Cùng là xuất xứ tại Trung Quốc nhưng mà tại sao một số bộ micro không dây Eco chúng ta hát chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng, dễ hát, rất là mượt mà, nhưng mà một số bộ khác chúng ta lại hát rất là khó mọi người ha. Tại vì cái tính chất những cái thể loại nhạc ở Trung Quốc và ở Việt Nam khác nhau. Ở Trung Quốc người ta hát thể loại nhạc khác, còn ở Việt Nam chúng ta cái eco chính để chúng ta hát nhạc dân ca, chúng ta hát nhạc bolero và nhạc trữ tình. Thì nhạc bolero và nhạc trữ tình ở Việt Nam chúng ta cần một cái độ delay nó phải mượt mà để chúng ta hòa quyện, mọi người nghe cái eco mà nó giống âm ly đó thì chúng ta hát sẽ hay. Còn nếu mà cái eco nó như này alo 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 theo kiểu Trung Quốc thì Việt Nam chúng ta hát sẽ chê ngay. Chủ đề thứ ba đó là cứ đổ cái cổ micro vào là hay mọi người. Cổ micro là một cái bộ phận ở trong đây, thì theo em nói chính xác đó là thay cổ micro chứ không phải là độ cổ micro mà nhé. Thường bình thường chúng ta nghe chữ độ chúng ta nghĩ giống như những cái xe máy. Bình thường xe máy 100cc chúng ta độ lên 175cc thì nó sẽ chạy tốc độ rất là nhanh, nhưng mà nhanh hơn xe. Còn độ của micro nó không giống như vậy, khác nhau về bản chất mà nhé. Gọi là thay cổ micro, em ví dụ bình thường cổ micro như thế này, chúng ta gỡ ra chúng ta thay cổ micro mới thì sẽ làm cho cái chất tiếng nó khác. Em ví dụ như cổ micro zin, cái chất tiếng nó mỏng, nhưng chúng ta muốn thay cái cổ micro là cổ micro dày tiếng, lực tiếng thì tiếng nó sẽ khác thôi mọi người nhé. Nghĩa là thay cổ micro là thay cái chất lượng âm thanh đầu vào để làm cho cái tiếng micro ra nó sẽ thay đổi. Theo em cái nhận định cứ thay của micro ngon vào thì âm thanh khi chúng ta hát karaoke sẽ hay hơn là phiến diện cũng như là chưa có chuẩn xác mọi người nhé. Lý do vì sao? Ngon là ngon như thế nào? Làm gì có cổ micro nào gọi là cổ micro ngon? Chỉ có là cổ micro đắt tiền theo định giá của nhà sản xuất và cổ micro giá mềm, giá phải chăng thôi. Còn cổ micro ngon thì theo em chưa phù hợp. Có thể là những sản phẩm gọi là hàng chính hãng, hàng xịn và ở mức giá cao để sản xuất cho những cái sự kiện thì là khác mọi nhé. Em ví dụ như những củ micro xua mà em biết có thể lên đến 5-7 triệu một cái củ micro thôi thì chúng ta sẽ không bàn tới cái trường hợp đó. Nhưng những củ micro đơn giản cho những cái micro không dây đa năng cho gia đình như thế này giá đâu đó chỉ từ 100 mấy cho đến 200 mấy chục nghìn, nó không có quá khác biệt như vậy mọi nha. Với góc nhìn của em thì không có củ micro ngon, chỉ có củ micro phù hợp với cây micro cũng như là cái mục đích sử dụng của chúng ta thôi. Nói có sách và mách có chứng. Ví dụ như ở trước đây em cũng đã trải nghiệm qua rất là nhiều củ micro như thế này mọi nhá. Bên cạnh đó là bên em cũng mua thử nhiều củ micro về để trải nghiệm, và bằng chứng là có một đợt mà GuLoa bên em thanh lý là mấy chục củ micro, và bên em những cái củ micro đó là khác nhau và bên em thanh lý cho quý cô chú anh chị chỉ có 10.000 một củ thôi. Đó là những củ micro GuLoa bên em nhập về để test thử trải nghiệm với những bộ micro nó như thế nào. Tại vì cái đợt đó là nhiều khách hàng hỏi là em ơi có bán củ micro hay không, thì bên em phải nhập về để bên em nghiên cứu xem cái bản chất của củ micro nó như thế nào. Thì khi đó bên em nhận định ra những củ micro nó có những bản chất như sau. Một đó là những củ micro sử dụng cho những bộ micro không dây đa năng, nó sẽ có hai kiểu chính. Một là kiểu dày tiếng micro, hai là kiểu nhẹ và sáng tiếng micro mọi nhé. Còn một số củ micro là chuyên độ cho những micro có dây. Những cái củ micro thay cho những micro có dây thường cái bản chất của nó là khi chúng ta hát lớn và nó không vỡ, nhưng mà độ nhẹ tiếng thì nó sẽ không nhẹ nhiều mà nhé. Em ví dụ cái micro bình thường hát vào một cái loa, chúng ta cảm thấy cái loa đó chúng ta thấy hát ù quá, tiếng nó bị tối quá, thì khi đó chúng ta độ qua những cái củ micro có cái bản chất là nhẹ tiếng, giải trung và giải cao nó sáng tiếng, thì cái đó sẽ hỗ trợ cho cái loa chúng ta đỡ ù hơn và sáng tiếng hơn. Còn một số loa nếu mà chúng ta hát chúng ta cảm thấy cái tiếng giọng micro chúng ta mỏng quá, cái giọng hát chúng ta bị mỏng quá và chỉnh nó cũng không có dày luôn, thì cái đó chúng ta có thể độ những củ micro nó có độ nhẹ tiếng và độ dày, nó hỗ trợ cái giọng bass chúng ta lớn lên, thì cái đó chúng ta hát vào sẽ phù hợp hơn nhé. Và quý cô chú quý anh chị chúng ta tưởng tượng là nếu cái loa nó đã ù rồi mà chúng ta độ mỗi củ micro ù hơn thì nó sẽ ù nhiều. Chúng ta đang có một cái loa có cái micro chúng ta hát ở thấy nhẹ rồi, sáng tiếng rồi mà nó hơi bị mỏng cái dãy bass, khi đó chúng ta lại độ một cái củ micro cái bản chất của nó là nhẹ tiếng nữa, sáng tiếng nữa thì đưa vào nó rất dễ hú luôn mọi nha. Và đương nhiên trong mỗi kiểu củ micro, ví dụ như là ấm dày hoặc là sáng, nhẹ hoặc là chắc tiếng thì nó đều có là loại dởm hoặc loại tốt ở trong cái kiểu đó mọi người nha. Một cái nhận định nữa thêm là đúng nhưng mà không hoàn toàn, và nó chỉ đúng với những thời gian trước thôi mọi người. Đối với những cái bộ micro mà có đầu thu nhỏ nhỏ như thế này đó thì bình thường chúng ta hay có cái là nhìn mặt mà bắt thành rong, đúng không mọi người ha? Con lợn có béo thì lòng nó mới ngon kiểu như vậy đó mọi người. Chúng ta nhìn phải có một cái đầu thu nó phải to to như vậy, nhìn nó phải nhìn hoành tráng thì cái sóng của nó mới khỏe. Nhưng mà thực tế đó mọi người, những cái đầu thu nhỏ gọn như thế này ở thời điểm hiện tại sóng nó cũng đã khỏe mọi người. Có thể là những cái đầu thu nhỏ như vậy sóng nó còn mạnh hơn những đầu thu như vậy nữa. Lý do vì sao ngày hôm bữa trước em đã test một cái bộ micro là micro Bosa Z777 đó mọi người nhớ không ạ? Trong một cái live stream, đó là trong một cái live stream ra mắt sản phẩm mới luôn, em có đi từ cửa hàng qua tuốt qua hai con đường, tại vì tại GuLoa có một cái ngã ba đó mọi người, qua tuốt qua hai con đường qua xa luôn, khoảng 30-40 mét, mà bên cạnh đó là có rất là nhiều xe đi ngang qua ngang lại, nhưng mà sóng vẫn thoải mái. Vấn đề là bây giờ gọi là công nghệ số rồi, nó không giống như ngày xưa. Công nghệ số thì mọi cái linh kiện nó đã nhỏ xíu bên trong và nhìn nhỏ như thế này thôi, nhưng mà sóng vẫn có thể hiệu quả và đi được rất là xa mọi người ha. Một điều chúng ta lưu ý đó là micro sẽ chia làm hai dạng, một dạng là micro đi show, hai là micro dạng gia đình. Đối với những micro dạng như này hoặc là những đầu thu lớn lớn như vậy đó mọi người, có những dạng gia đình thì thường á, sẽ có một cái mic á, sóng rất khỏe, một cái mic thì sóng yếu hơn. Trong một số trường hợp là có nhiều wifi hoặc nhiều người ở gần khu đó, nó sẽ bị đá sóng ở một mic mà nhé, còn một mic sẽ khỏe. Em kể cả là trước đây GuLoa đã đi lắp đem một lần 3 bộ micro chính hãng của JBL, JBL VM300 đi lên một cái khu là của ngân hàng Eximbank đó mọi người, đi lên một cái tầng cao nhưng mà đông người và phòng kín, thì cái đó một mic thoải mái đi tới đi lui thoải mái, nhưng mà một mic còn lại nó sẽ bị đá sóng. Trong những trường hợp đó hoặc trong những trường hợp mà chúng ta sử dụng sự kiện á, bắt buộc phải là những sóng micro đi xa và sóng sạch không có bị trùng tầng sóng, thì khi đó với chúng ta mới sử dụng được vậy nhé. Nên em khẳng định với mọi người luôn, đối với những bộ micro không dây đa năng mà sử dụng gia đình như thế này á, nếu chúng ta sử dụng gia đình ok, còn nếu mà quá đông người, nhiều thiết bị người cũng như là điện thoại phát sóng wifi ra, nó sẽ bị đá sóng rồi nha. Một nhận định nữa theo em là đúng nhưng mà chưa hoàn toàn chính xác và chưa mổ xẻ nhiều cái khía cạnh của nó mọi người nhé. Đó là những cái micro không dây đa năng mà đầu thu nhỏ nhỏ như thế này nè thì thường nó không bền, thì em cũng khẳng định cho mọi người luôn, đó là bền thì bao nhiêu là bền, thì mỗi người sẽ có mỗi tiêu chuẩn khác nhau. Mà theo em những bộ micro không dây đa năng như thế này đó, micro này thì khó mà hư. Trong những cái sản phẩm thiết bị âm thanh kể như là vang nè, như là mixer và những cái tay cầm micro như thế này là cực kỳ khó hư. Những cái hay hư ở trong dàn âm thanh, ví dụ như loa, ví dụ như là cái côn loa, ví dụ như là cái men công suất, tại vì sao? Nó phải hoạt động tỏa nhiệt rất là nhiều, còn nó hoạt động cơ học nhiều, nó nhanh hư hơn. Nhưng mà đối với những bộ micro, mixer và vang, quý cô chú anh chị có để ý là hàng bãi rất là nhiều đúng không ạ? Tại sao? Nó ít hư lắm, những cái thiết bị đó nó ít hư. Và những thiết bị mà nó bị hư nữa, hư là hư ở đây nè, cái đầu thu này nó có nhiều khía cạnh để hư. Một đó mọi người, đó là nó hư ở phần sạc pin và cái pin nó bị hư. Nếu mà những đầu thu ngày xưa mà cái pin mà gắn trực tiếp ở đây luôn và không có thể mở ra mở vô thay được đó mọi người, là coi như hư pin, coi như là bỏ luôn mọi nhá, tìm pin không ra. Cái thứ hai là bộ sạc cho cái này đó. Cái thứ ba đó mọi người là do tác động của chúng ta. Tác động của chúng ta là sao? Khi chúng ta cắm vào bị gãy cái này, hoặc là những cái điểm tiếp xúc ở đây nó bị sụt xịt, hoặc cái đầu này mọi người nè, nó dễ bị gãy nè. Đó là những cái điểm mà nó bị hư thôi mọi nhá. Thì đối với những cái đầu thu như thế này, đơn giản là nếu hư chúng ta có thể thay được, hoặc là nếu gãy đầu này chúng ta có thể hàn lại, thì cái đó là điều đơn giản rồi nhá. Còn hiện tại những cái bộ micro không dây đa năng dạng như vậy, nếu mà mất đầu thu như thế này, chúng ta chỉ cần mua đầu thu lại là xong rồi nha. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì GuLoa cũng đã chia sẻ những cái khía cạnh của những bộ micro không dây đa năng, những bộ micro không dây có eco. Nếu quý cô chú anh chị mà chúng ta cần tư vấn kỹ hơn thì quý cô chú anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới GuLoa qua số điện thoại Zalo đó là 0869 523 380 hoặc 0988 947 984, hoặc quý cô chú anh chị có thể là vào phần tìm kiếm của Facebook mà người gọi là chữ Gu do cách loa sẽ ra một cái trang fanpage tại GuLoa. GuLoa sẽ tư vấn trực tiếp cho quý cô chú anh chị nhé. Xin ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người thấy cái video có nhiều thông tin bổ ích, mọi người nhớ tặng cho GuLoa một cái like, một cái comment và một cái đăng ký kênh nhé. Xin ơn mọi người rất nhiều. Bye, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.